Cũng chào bà con, chào anh em gần xa. Thì hôm nay tôi có muốn chia sẻ cho bà con một đôi chút. Trước mắt bà con thì thấy rồi đó, đây là kêu bằng ấu trùng rùa lính đen các bạn. Thì bà con, nếu bà con nào có quan tâm thì nhìn sẽ biết. Thì nhìn mới đầu mình nhìn vô mình giống thấy nó nho nhe ngo ngoe đó các bạn. Thì mình thấy giống như con ruồi, giống như con ròi, con dòi vậy đó các bạn. Thì đây, nói chung là bạn nào nói chung là gan hay là dạng thì các bạn không có ngại bóc lên nha. Còn bạn nào nói chung là hơi sợ đó thì các bạn gặp cái con này, con ấu trùng ruồi lính đen thì các bạn sợ lắm. Nhằm bạn nhìn thì các bạn đã sợ rồi chứ không không chi mà bóc vô đó. Thì tôi muốn chia sẻ cho bà con và các bạn đôi chút về cái con ấu trùng ruồi lính đen các bạn. Thì cái ấu trùng ruồi lính đen này tôi mới vừa được một thằng em cũng là tên Thành đang nuôi cái mô hình ruồi lính đen rất là phát triển các bạn. Tôi đang lấy của người em này một đôi chút. Dự định của tôi là đem về, tôi muốn nhân rộng cái mô hình nuôi con ruồi lính đen này đó. Nhưng mà cái này là cái lượng ấu trùng tôi lấy về đây ít thôi các bạn. Thì tôi muốn chia sẻ cái con ấu trùng ruồi lính đen này có thể là cho cái con vật nuôi của mình ăn thì nó rất là ok. Nhưng mà tôi muốn nói về đôi chút là mình cho luôn cái con chim cảnh ăn các bạn. Đây, thì nếu mà bạn nào có quan tâm, có xem một số clip tôi chia sẻ thì biết tôi đang nuôi cái con chim cảnh là con chim chè than các bạn. Thì đây ha. Đây, con chè than của mình nó nằm ở trong chuồng nè các bạn. Thì tôi quay nhằm khi nó hơi khó nhìn một chút. Thì đây là một cặp chè than tôi đang ghép đôi đó. Thì cái clip trước tôi cũng có chia sẻ cho anh em là cái tôi đang cho ăn cái con trùng quế đó, con trùng quế. Thì tôi thấy là rất là khả quan, tại vì tôi bỏ trùng vô đây, tôi cho nó đeo ở trên cái cây này nè bạn, các bạn. Thì con chim của mình nó gặp ngo ngoe nó sẽ bay tới, nó đớp, nó ăn liền các bạn. Thì đó là một cái tín hiệu của tôi đang thử nghiệm thì rất là ok. Thì con chim của mình nó ăn con trùng quế là tôi thấy là quá ok các bạn. Thì con trùng quế thì mấy bạn nếu mà tìm hiểu kỹ thì con trùng quế nó cung cấp cho con vật nuôi của mình ăn là đầy đủ cái chất đạm rất là cao ha. Thì cái clip trước tôi cũng có chia sẻ là tôi đang nuôi một ít trùng quế tại trong cái chuồng nuôi đang ghép đôi cái cặp chè than này các bạn. Tôi đang nuôi luôn. Thì mình hình thức mình nuôi thì để cho con chè than nó có thể nó bay xuống đó, nó gặp những con trùng mà nó lên ăn đó thì nó sẽ ăn luôn con trùng đó, giống như là mình cung cấp tự nhiên luôn cho nó các bạn đó. Thì cái nguồn để thức ăn cho con chè than này á, thì nó cũng đa dạng lắm. Chẳng hạn như dế, cào cào, châu chấu. Trong đó tôi có mua một số cám, cám trứng luôn á. Cám trứng để dành cám công nghiệp, giống như mình kêu cám công nghiệp đi. Thì cám này cũng nhiều thành phần trong đó của nhà máy người ta làm, ta sản xuất dành cho con chim cảnh ăn. Thì đó là cũng một cái nguồn thức ăn. Đồng thời hôm nay tôi cũng giống như là tôi đang... làm một cái mới nữa các bạn. Thì mình cho con chim cảnh của mình ăn luôn con trùng quế đó. Thì tại vì tôi cũng có nhìn, cũng có quan sát ở ngoài tự nhiên đó. Thì một số trùng đó nó nằm ở chỗ phân bò đó, thì có một số chim nó xuống nó ăn các bạn. Thì trong đó tôi thấy có một số chè than nó cũng ở trong tự nhiên đó, nó cũng bay xuống nó kiếm nó ăn. Thành ra tôi biết là con chè than này nó cũng thích cái trùng quế, con trùng ngoài tự nhiên đó. Thành ra tôi mới làm.
Thì mình làm ở đây tại vì mình có thì mình cứ cung cấp cho con vật nuôi mình nó ăn để giảm bớt cái chi phí, chẳng hạn như cám cám trứng mình mua ngoài thị trường đó, người ta vô bịch bịch ta bán đó thì cái giá nó cũng không có rẻ các bạn đó. Tại vì mình cung cấp, nếu mà mình có cái lượng thức ăn như vậy thì mình cung cấp nó rất là đỡ cái chi phí cho mình, rồi cái cung cấp cái chất rất là đầy đủ, cái khoáng chất cho con vật nuôi mình rất là khỏe. Thì hôm nay tôi cũng đang dự định đó là làm lấy cái ấu trùng ruồi lính đen là con nhộng đó các bạn, mình nôm na kêu bằng con nhộng đi. Thì cái con này hôm nay là nó tầm 13 đến 14 ngày các bạn. Thì mấy bạn thấy trong số này có một số tại sao mà còn trắng, mà tại sao có những con đen? Thực chất là có một loại một các bạn. Tại vì con đen là nó giống như là nó đã lớn hơn, nó đã già hơn, thành ra nó thành màu đen đó. Thì mấy bạn thấy rồi đó, màu đen từ từ nó sẽ chuyển đen, là đen đen luôn các bạn, hết trơn là đen hết, rồi từ từ nó sẽ nằm im đó. Nằm im là nó quá kén, quá kén từ từ cỡ vài ngày bắt đầu là nó sẽ tự động nó lột cái vỏ, giống như là nó lột vỏ đó các bạn. Nó thành lại con ruồi nó bay, giống nó có cánh nha các bạn, nó màu đen thành ra kêu con ruồi lính đen. Thì cái quy trình nó nở ra trong ruồi, thì con ruồi đó nó sống là bắt đầu nó đẻ nữa các bạn, nó đẻ ra trứng. Thì cái trứng đó mình gọi là trứng ruồi đó, trứng ruồi. Rồi từ từ cái trứng ruồi đó nó mới nở ra cái ấu trùng ruồi lính đen này nè các bạn. Thì cái con ruồi lính đen hiện giờ rất là được anh em ưa chuộng nha đó, được bà con mình rất là ưa chuộng đó, nhằm mục đích là để phục vụ cho vật nuôi nó ăn, chẳng hạn như gà, chim, cút, rồi lươn, ếch đó. Nói chung là rất là đa dạng, con vật nuôi mình ăn con này rất là ok nha. Thì mình sử dụng cái nguồn này mình nuôi á, thì mình đỡ cái chi phí thức ăn ra cho bà con, đỡ ra được 50% cái chi phí thức ăn luôn các bạn, nếu mà các bạn nuôi nhiều đó, thành ra nó rất là ok. Thì cái đó là cái nguồn lợi để cho mình nuôi đó. Thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn ở đây, tôi đang dùng cái ruồi lính đen này các bạn, cái ấu trùng ruồi lính đen này tôi cho con chim chè than nó ăn. Thì hình thức ở đây tôi chỉ là xem coi con vật nuôi của mình, con chè than này nó có thích ăn cái con này không các bạn, chứ lúc trước tới giờ tôi chưa thấy luôn, tôi chưa thấy bạn nào hay là cái con chè than nó ăn cái con ấu trùng ruồi lính đen này các bạn. Thì hôm nay tôi làm để xem nó có thích ăn không, nếu mà cái nó ăn được thì mình nghĩ là rất là khả quan, tại vì mình ở đây đang dự định đang nuôi con ruồi lính đen này luôn các bạn, để mục đích địch với phục vụ cho con vật nuôi nó ăn đó. Thì nó ăn cái con này vô thì giống như con sâu vậy thôi các bạn, con sâu thì nó cung cấp cái cũng cái canxi, mà con này thì cái nguồn cái canxi nó cũng rất là cao nha các bạn đó. Thành ra mình cũng có dự định nuôi con này. Con này thì cái vòng đời của nó nuôi rất là mau hơn con sâu super nha các bạn, con sâu super thì nó bự hơn con này nữa đó, mà nó dài hơn, còn con này thì nó ngắn nó mà nó nhỏ. Thì con sâu, con chim của mình nó rất là dễ ăn cái con này, mà cái lượng của trong cái con sâu, con ruồi ấu trùng ruồi lính đen này rất là nhiều canxi, không thua kém gì con sâu super đâu các bạn đó. Thành ra bạn nào có nuôi cái con chim cảnh thì các bạn có thể tìm hiểu qua cái loại này rồi các bạn nuôi đó. Thì nuôi cái này thì cũng có một số anh em chia sẻ rất là nhiệt tình, thì các bạn có thể là lên đó để xem, để tham khảo coi người ta nuôi như thế nào để mình nuôi. Thì tôi cũng đang tiến hành tôi nuôi các bạn, thì mình nuôi thì mình cũng sẽ chia sẻ cho bà con, cho anh em về cái cách nuôi. Thì mình có quay những cái clip mới
mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nuôi như thế nào. Thì nuôi cái con này trước hết mình phải mua cái giống như nếu mà bạn nào muốn mua cái trứng trù, trứng ruồi lính đen cũng có anh em ta cung cấp, hoặc là mình mua luôn thẳng cái con nhộng này nè các bạn, kêu bằng con nhộng đi, là cái con màu đen đó, nó quá thành màu đen thì các bạn mua người ta sẽ bán ký cho các bạn. Về các bạn chỉ cần dân mùng đó, mình nói cái tiếng dân mùng là giống như làm chuồng đó, thì mình nuôi đó, mình nuôi để cho nó đẻ ra các bạn. Thì mấy bạn thấy đó, nó rất là lẹ ha, một chút xíu là bắt đầu nó bò xuống dưới, nó lúc nhúc leo nheo vậy đó các bạn. Rồi nó bò xuống dưới thì tôi cứ bỏ tự nhiên gì đi, không sao hết. Thì trong đây là trong cái chuồng nuôi cái cặp đôi chè thang này, nếu mà nó muốn ăn thật sự thì nó sẽ bay xuống đây nó ăn các bạn. Thì một chút xíu nữa tôi sẽ quay một cái clip tôi để ở đây, xem cái con chè thang mình nó có lại đây nó ăn hay là không. Đó thì các bạn sẽ rõ. Còn cái vấn đề nuôi thì tôi nuôi cái con ấu trùng ruồi lính đen này, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp tục ha. Đó, có những cái clip sau. Thì bạn nào có quan tâm cái mô hình này, thấy có lợi ích cho cộng đồng, cho các bạn, và đặc biệt là các bạn chuẩn bị thích đang nuôi cái con chim cảnh hoặc là nuôi lâu đó, thì các bạn góp ý cho mình đó. Các bạn cũng có thể thấy lợi ích cho mình, cho cộng đồng, các bạn cũng có thể bằng cách đăng ký giùm cho mình cái kênh là Chim Cúc Thảo Vườn Tân Châu, bằng cách là bấm lên cái nút đăng ký, đặc biệt là bấm vào cái chuông để khi nào mình có những cái clip mới mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn đó. Rồi bây giờ mình cũng tiến hành mình để đặt một cái máy ở góc độ nào để cho con chim mình nó có thể bay lợi để nó ăn cái ấu trùng ruồi lính đen này không các bạn, thì mời các bạn xem tiếp ha. Đây mấy bạn, tôi chuẩn bị tôi quay cái clip để coi cái con chè thang của mình, cái con chim cảnh của mình đó, nó có lại ăn cái ấu trùng ruồi lính đen này không các bạn. Thì các bạn chờ một chút xíu nha. Một con cá. Để ba đậy đóng cửa lại cho sao đợi cái đó cho. Để nó đây cho con quay lại cho mấy anh mấy chị bà con đồ ta coi ha. Rồi, để ra đây đi. Nãy giờ
Cũng chào các bạn nha. Thì mình cũng có để ở đây, mình có lại đằng kia mình có quan sát lại thì mình thấy con chè lửa nó ấy, con chè than của mình nó có lại, nó ăn cái ấu trùng rùa đính đen này ha các bạn. Thì đó là một cái tín hiệu rất là mừng các bạn. Đó. Thì mình lại mình mượn cái máy lại mình để nói chuyện với các bạn đôi chút chia sẻ đó. Thì mình quan sát lại thì mình thấy nó có lại mẫu ăn rồi đó các bạn. Thì các bạn xem thì các bạn cũng thấy đó. Thành ra nếu mà bạn nào có chơi cái con chim cảnh thì cái con chim nào mà nó ăn những cái côn trùng đó các bạn, thì mấy bạn cũng có thể là mua hoặc là tạo ra cái con giống đó, mình tạo ngoài tự nhiên cũng được nữa các bạn, nhưng mà nó hơi lâu đó. Thì các bạn liên hệ anh em để các bạn mua về rồi các bạn làm. Mục đích của mình là để cho con chim cảnh nó ăn các bạn đó. Thì cũng như mình đã nói, con chim cảnh của mình mà nó ăn được cái ấu trùng rùa đính đen này thì nó quá trời ok ha. Đó. Mình không cần phải nuôi cái con sâu super luôn các bạn, tại vì mình hiểu và mình biết con sâu super á, là cái vòng đời của nó nuôi rất là lâu nha. Còn cái ấu trùng rùa đính đen này, cái chu kỳ của nó tầm 35 đến 45 ngày là có bạn nuôi 45, có bạn nuôi 35 ngày. Thì cái chu kỳ của nó là từ lúc nó nở rồi nó đẻ rồi nó chết luôn các bạn. Thì nó tầm 35 đến 45 ngày ha, tùy theo vùng miền mà nuôi nha các bạn. Nhằm các bạn ở ngoài Bắc đó thì nuôi nó hơi lâu một chút, tại vì cái thời tiết ngoài Bắc nó lạnh, còn ở trong Nam mình thời tiết nó nhiệt độ nó cao các bạn, thành ra mình cái con này nó sống ở trong Nam miền Nam thì nó thích hợp hơn các bạn. Tầm 35 ngày thì nó sẽ cái chu kỳ của nó sẽ hoàn thành hết các bạn đó. Rồi cũng chia tay các bạn ở đây, chúc các bạn một ngày mới làm ăn phát tài, vui vẻ và mạnh khỏe trong cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn ạ. À.